Cừu vui vẻ và sói xám, người bảo hộ của làng cừu. Tập 27. Lưu lạc ngoài sa mạc. Phía bên đó có một cây đèn thần kìa. Ngươi chỉ có thể hỏi một câu. Xin hỏi Lưu Sa Trấn này còn có chuyến nào khác không? Ở khu chợ hướng đông còn có một chuyến. Tốt quá. Vậy chúng ta mau đi đến đó thôi. Ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thành công đâu. Liệt diễm quyền. Lưỡi đào gió lốc. Hả? Cậu sẽ nổi, cậu đừng gây thêm chuyện nữa. Bỏ đi vậy, bọn họ đông như thế mình không đánh lại được. Hơn nữa, nếu đánh nhau lại đổ thêm mồ hôi nữa. Chờ đến lúc binh lính đi ngang đây, ta sẽ bắt hết các ngươi lại. Binh lính của ta sớm đã canh gác nghiêm ngặt quanh đây rồi. Các ngươi cứ ở đó mà chờ bị bắt đi. Đến. Lưỡi đào gió lốc. Nghỉ ngơi chút đi mà. Chân của ta không còn sức nữa rồi. Bọn tớ đi cả đoạn đường còn chẳng than vãn gì đây nè. Trời nắng gắt như vậy còn không có gì để chống nắng thì làm sao mà đi được. Hay là chúng ta tìm nơi nào đó tránh nắng trước đi đã. Cứ phơi nắng thế này không tốt cho da đâu. Còn nhỏ như cậu thì cần phơi nắng để bổ sung canxi đó. Hơn nữa ngày xưa lúc nào cậu cũng tự hào về làn da ngâm khỏe khoắn của mình mà. Đúng là chỉ biết nói nhảm. Làm sạch lại thì có thể ăn rồi đó. Cậu sôi nổi ngày trước vốn không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt thế này đâu. Không thể như vậy được. Cậu sôi nổi, cậu mau đến giúp chúng tớ đi. Nếu không giúp dựng lều, tối nay cậu sẽ phải ngủ ở ngoài cát đó. Ôi, cây của tớ bị thương mất rồi. Các người mau nhìn nè, mau xem đây nè. Chỉ một vết sứt nhỏ như vậy có sao đâu chứ. Cậu sôi nổi ngày xưa cứ mỗi lần bị thương đều bình tĩnh tự xử lý thôi. Lúc nào cũng rất kiên cường. Vẫn còn đau quá đi mất. Cơ hội trốn thoát của ta đến rồi. Tiêu rồi. Mình không nhớ đường đi nữa. May quá là đèn thần ở đó. Mau cho ta biết binh lính của ta đang ở hướng nào. Đang ở phía tây bắc đó. Vậy phía tây bắc là ở đâu? Tôi chỉ trả lời duy nhất một câu hỏi thôi. Hả? Ôi da. Ở bên đó. Cậu sôi nổi, cậu lại đang muốn đi đâu đây hả? Ừ.
Ta đi khỏi đây đây. Nhìn đây này, đều là do các ngươi hại ta đó. Hại ta ăn không ngon, ngủ cũng không được yên nữa. Bây giờ ta bị dị ứng rồi đó. Bận quá đi mất. Đều tại các người đó. Các người chạy trốn thì cứ trốn đi chứ. Dẫn theo kẻ địch là ta làm gì hả? Bận quá đi, bận quá đi. Không sao đâu mà. Vợ tôi cũng thường đắp mặt nạ từ bùn, vậy nên nói không chừng cậu dính đầy bùn như thế này mà da lại đẹp lên đó. Được thôi, vậy ta làm mặt nạ cho các người đắp đây. Tớ nhớ trước đây chúng ta cũng từng nghịch bùn như thế này nè. Tớ cũng nhớ như vậy. Sao có thể chứ? Sao ta có thể từng chơi qua cái trò làm bẩn người này với các ngươi chứ? Nhưng chúng ta đúng đã chơi cùng nhau mà. Ta bây giờ vừa mới thích sạch sẽ vừa xinh đẹp như vậy tốt biết bao. Sao các ngươi cứ phải làm ta thành ra cái bộ dạng thế này hả? Không đâu, chúng tớ chỉ muốn tìm lại một cừu sôi nổi, dũng cảm và đầy nghĩa khí của ngày xưa thôi. Chúng ta thế này thực sự cảm thấy như đang được quay ngược thời gian vậy. Đúng đó. Cừu sôi nổi. Các người cứ ở đó mà tự chơi với bùn đi. Chắc mình phải tìm một nơi để tắm rửa trước đã. Bận quá đi mất. Đứng lại. Mau đưa nước của người cho ta ngay. Sao chỉ có một ít vậy chứ? Gần đây binh lính không ngừng tìm đại nhân cừu sôi nổi, không có ai phát nước cả. Tôi phải đi tìm suốt 3 ngày 3 đêm mới có được ít thế này. Ta muốn tất cả số nước đó. Cừu sôi nổi, đứng lại. Mệt quá đi. Nhưng mà sao đột nhiên lại có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái vậy chứ? Hình như trước giờ mình đều chưa thử chạy bộ bao giờ thì phải. Mau đứng lại cho tớ. Tốt quá rồi, người của mình đều ở đây cả. Ngươi lập tức đi lấy ngay cho ta bình nước sạch. Còn ngươi mau đi bắt hết bọn tội phạm cừu và sói đang ở phía sau ngay. Người này là ai vậy chứ? Trông bẩn quá đi. Tôi không quen. Đi 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 mau. Người ở đâu đến vậy chứ? Liệt Diễm Quyên. Hả? Thì ra là đại nhân cừu sôi nổi. Đại nhân cừu sôi nổi, chúng tôi không cố ý đâu ạ. Hả? Không ổn rồi, bên họ đông quá, chúng ta mau chạy thôi.
May mà mình đến kịp lúc. Tiểu Mộc, sao cậu lại ở đây vậy? Nơi này chính là nhà của tôi đó. Đúng rồi nhỉ, cậu nói là nhà của cậu ở ngay ngôi làng bên cạnh mà. Bên ngoài vẫn còn nhiều binh lính, các cậu hãy đổi cái này vào, cải trang thành binh lính rồi tìm cơ hội trốn thoát đi. Được. Đứng lại. Đến giờ thay ca rồi. Còn không mau chóng đi đến cung điện của đại nhân cựu sư nổi để làm nhiệm vụ hả? Chỗ này dân qua lại nhiều, nếu hành động sẽ làm cho người vô tội bị thương. Chúng ta tạm thời cứ đi theo họ đã. Bao lâu đã không được thế này rồi. Tuyệt quá đi mất, mình đã trở lại dáng vẻ xinh đẹp rạng rỡ trước kia rồi. Sao có thể vậy chứ? Làm sao đây, làm sao bây giờ? Không sao đâu mà, vợ tôi cũng thường đắp mặt nạ làm từ bùn, vậy nên nói không chừng cậu dính đầy bùn thế này mà da lại đẹp lên đó. Lẽ nào là đại nhân cựu sư nổi bị sao vậy? Bình thường ngài sợ ra mồ hôi nên có bao giờ chạy nhanh như thế này đâu chứ. Nghe đội trưởng nói, đại nhân cựu sư nổi đang tìm một bãi bùn nào đó. Tìm bùn để làm gì chứ? Bọn họ là ai vậy?